Kính thưa Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Tăng Ni, Phật tử trong nước và ngoài nước. Sau khi đọc lời xin lỗi của ông Dũng, rất nhiều Tăng Ni, Phật tử phản ánh và cho rằng lời xin lỗi chưa thể hiện sự chân thật, thành tâm. Sau đây chúng ta sẽ tư duy về những bất thường trong lá thư xin lỗi này. Điều bất thường thứ nhất, trong lá thư ông Dũng viết: "Tôi đã có những lời phát biểu vô tình gây tổn thương tình cảm tôn giáo của các bậc chân tu và các Phật tử thuần thành." Kính thưa quý Tăng Ni Phật tử cả nước, theo từ điển tiếng Việt, định nghĩa vô tình có nghĩa là lời nói lỡ lời, không có chủ đích, không nhận thức được kết quả hành vi của mình. Vậy thì việc một tiến sĩ tôn giáo học tốt nghiệp Đại học Harvard, là giảng viên trường Đại học Xã hội và Nhân văn thành phố Hồ Chí Minh, có nhận thức đúng sai hay không, liên tục có thể phát biểu xúc phạm nghiêm trọng về hình ảnh tôn quý của đạo Phật là chư tăng, vô tình cũng chỉ đến một hai lần hoặc sẽ đến chính sau khi phát ngôn, nhưng ông tiến sĩ liên tiếp có những video bài giảng trả lời phỏng vấn xúc phạm nghiêm trọng đến hình ảnh tăng ni trên toàn thế giới thì không thể gọi là vô tình. Điều bất thường thứ hai, trong lời xin lỗi có viết: "Tôi xin thừa nhận sai lầm vì đã phát ngôn không đúng chuẩn mực, gây ra những ngộ nhận không cần thiết." Kính thưa quý Tăng Ni và Phật tử, không đúng chuẩn mực có nghĩa là những lời nói hành vi không được áp dụng trong một xã hội hoặc một nhóm nhỏ, sai chỗ này nhưng đúng ở chỗ kia. Thay theo đổi văn hóa, giai tầng xã hội và các nhóm xã hội. Phải chăng ông Duong Ngoc Dung vẫn chưa chấp nhận được sự sai trái của mình nên mới cho rằng đó là không đúng chuẩn mực? Phải chăng ông muốn nói không theo đạo Phật nên với tôi đó là phát ngôn đúng, còn với các bạn là không đúng? Đạo Phật là tôn giáo được Liên Hợp Quốc công nhận và được sự bảo hộ của pháp luật Việt Nam, nên không có chuyện sai với Phật giáo mà đúng với tôn giáo khác. Hoặc những kẻ vô thần, đó là hành vi vi phạm pháp luật theo điều 156 Bộ Luật Hình Sự năm 2015. Điều bất thường thứ ba, theo từ điển tiếng Việt Nam thì ngộ nhận có nghĩa là hiểu sai, nhận thức sai. Vậy ông Duong Ngoc Dung cho rằng đây chỉ là ngộ nhận khi đã xúc phạm nghiêm trọng đến hình ảnh chư tăng của đạo Phật thì có được gọi là gây ra hiểu sai hay không? Điều bất thường thứ tư, trong lời xin lỗi ông Duong thổ lộ: "Tôi xin thành tâm sám hối trước Tam Bảo về những phát ngôn đó, nhưng cách ứng xử thông thường khi có lỗi với ai phải gặp trực tiếp người đó để nói lời xin lỗi mới có thể chấp nhận." Vậy theo lời xin lỗi của ông Duong Ngoc Dung ở trên thì ông đã sám hối Tam Bảo ở đâu, do ai chứng minh, và vào thời điểm nào? Có phải chăng đây là lời xin lỗi không chân thành, nhằm lấp liếm về hành vi sai phạm của mình, không nói nên lời? Kính thưa chư Tăng Ni Phật tử cả nước và ngoài nước, theo lời Phật dạy, Tam Bảo gồm Phật, Pháp, Tăng, không bao gồm Phật tử. Không biết ông Dũng có biết kiến thức sơ đẳng này chưa? Việc ông Duong Ngoc Dung xúc phạm đến cộng đồng Phật giáo, ảnh hưởng đến niềm tin, tín ngưỡng hàng triệu tín đồ Phật tử và trên cả nước mà không một lời xin lỗi gửi đến cộng đồng Phật tử, thì lời xin lỗi đó hợp đạo lý không? Đặc biệt hơn, đến thời điểm hiện tại, ông Duong Ngoc Dung chưa hề có một lời xin lỗi gửi tới Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tổ chức tôn giáo hợp pháp, nơi đang kiến nghị khiếu nại đối với hành vi vi phạm pháp luật của ông. Với bốn điều bất thường trên, Giáo hội Phật giáo Việt Nam nên làm gì? Các cấp chính quyền có nên vào cuộc để xử lý hành vi vi phạm pháp luật của tiến sĩ tôn giáo học Duong Ngoc Dung không?
Mình chào các bạn. Bài viết đây của nguồn Tâm Bình